phải viết cho nghệ sĩ danh hưởng. Vâng, để kính thưa quý vị, chắc có lẽ là nhân dịp này thì theo thể yêu cầu của anh trưởng đoàn Tuấn Châu có yêu cầu chúng ta hát lại một bài từ tuồng sân khấu. Soạn giả thế thì đang tìm, nhưng mà mình thôi giờ đang sẽ công tác soạn giả là anh và quý vị cùng thưởng thức. Ngày nắng sầu thương bóng nắng tu về mặt đó.
Khen thêm và khắc phục nữa. Dạ cảm ơn bà bạn rất nhiều. Chị, cảm ơn bà bạn.